Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny với mình. Ok, đến hiện đại lên. Hôm nay chúng ta lại quay lại với một cái chủ đề rất là quen thuộc, đó chính là unboxing gói VIPass. Và cái gói VIPass này nó lại về một cái nhân vật, một cái động vật thì đúng hơn. Nó khá là kiểu bên ngoài gai góc, bên trong dễ thương. Thì mọi người cùng xem là cái mùa này về chủ đề gì nha. Cùng vào video thôi. Hello mọi người, hiện tại Nhi đang ở trong game đây. Không phải nha, không phải Nhi đến cái background này. Mọi người nghĩ là Nhi mở hộp đâu nha mọi người. Trời ơi, cái sự xuông qua là vẫn còn ở đây, chứ không có ý định là mở thêm hộp đâu mọi người ạ. Đợt này tới hiện lại lên, chúng ta sẽ cùng nhau mở cái gói VIPass của mùa này. Cái mùa này thì nó sẽ khá là dễ thương, nó sẽ phù hợp với những bạn nữ hơn là những bạn nam. Nhưng mà không sao, mọi người cứ coi hết cái bốc thăm unboxing của Nhi để xem được là cái gói này mọi người có muốn gọi là sưu tầm cái món gì ở trong gói này không thì mình có thể cân nhắc sau nha. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua thử là cái mùa VIPass đợt này là nó bao gồm những cái gì ha. Mùa VIPass đợt này tên là mùa cô gái và nhím con. Thì Nhi sẽ bấm vào xem trước nha. Đợt này chúng ta, hình như nó nhiều món hơn đúng không ta? Hay là nó vẫn chừng nó món mà sao tự nhiên mình thấy nhiều quá vậy? Đầu tiên là nhím. Đây là một thuốc cưng mới mọi người ạ. Thì cái thuốc cưng này á, những cái thuốc cưng hiếm mà nó nằm trong gói VIPass nha. Ui tóc mới đẹp nè mọi người, tóc xoăn lọn to tự nhiên. Ồ, tóc xõa nha mọi người và nó màu nâu. Và đặc biệt là mình thấy cái khuôn mặt của gói VIPass rất là xinh luôn mọi người, rất là đẹp nha. Mặt cô gái nhím, mặc dù là nhìn có vẻ hơi buồn một xíu nhưng mà nó kiểu ngây thơ đó mọi người. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái băng đôi tim nâu, một cái đầm ren màu be. Ui cái đầm xinh nhờ. Trời ơi, cái đầm kiểu đúng style mình thích luôn á mọi người, style kiểu nhẹ nhàng đáng yêu rồi đó. Nó còn thêm một cái túi hình nhím yêu chéo nữa kìa mọi người, trời xinh quá. Ngoài ra có thêm một cái giày Mary Jane nâu. Ủa Mary Jane này quen ấy nhở. Dù mù cưa lớn, dù này hình như người nằm hay là thuốc cưng nằm vậy trời. Lều gỗ, ui lều đẹp đó, wow. Liệu xinh nè. Lòng bánh xe gỗ này, thú cưng chơi hay mình chơi đây? Nếu mà thú cưng chơi là nó sẽ giống với một cái mùa mèo, mùa cái gì thú cưng mèo gì đó mọi người. Nó cũng có cái lòng bánh xe gỗ như thế này á. Một cái giường thú cưng, á cái này là giường thú cưng thì cái giường trên này là giường người lớn á mọi người. Và một con gấu nhím chơi. Cái tướng nó ngồi dễ thương quá à. Nó mang cái mũ kiểu, cái mũ nó còn không có vừa được cái đầu của nó ấy. Trước tiên để có thể mở hết mọi thứ thì Nhi cần nhận gói VIPass ở trong hộp thư. Ngoài ra là nhận thêm 3.000 điểm vương miện để có thể mở hết một lần. Mà trước đó thì để như mà mấy cái hộp này ra nha. Bốc thăm phần thưởng đăng nhập đó nha. Cái này mà mở ra cái xem hết hộp nhưng mở ra ghế là quá tầm thường luôn. Và hộp tiền sao. Ok, thì hôm qua mới bay hết gần 300 kim cương mở hộp bốc thăm. Thì hôm nay lại có 200 kim cương mới rồi nè mọi người. Nhận nha. Ok, bây giờ sẽ nhận gói VIPass. Xẹt một đường. Rồi tiếp theo là 3.000 điểm vương miện. Và đợt này sẽ có thêm là cái Ava mới mọi người ạ. Ava đợt này dễ thương nè mọi người. Ok, mình sẽ thay cái Ava mới luôn à. Đây, chúng ta sẽ thay avatar ở đây. Ơi trời dễ thương không. Để lâu là nó sẽ kiểu chớp mắt nha mọi người. Dễ thương chứ nè, nó còn hiện lên con nhím nữa. Dễ thương quá à. Nhi quên chưa nói với mọi người là tại vì ngoài trời nó đang mưa to, với lại hàng xóm Nhi lại thích hát karaoke. Nhi phải dùng cái phần lọc âm á, thành ra là cái tiếng nó sẽ hơi bị o một xíu, để mọi người thông cảm cho Nhi nha. Chúng ta bây giờ sẽ cùng vào cái gói VIPass và unboxing từng món một nha. Đầu tiên là thuốc cưng mới. Nhím nha mọi người. Bé trước giờ chưa từng có trên đảo Kaya. Nhím có điểm đặc trưng là những chiếc gai dài đặc nhô ra từ đỉnh đầu đến đuôi. Wow, thật là đáng yêu đó mọi người ạ. Rồi tiếp theo là một cái giường, mà cái giường này mới chắc chắn là giường của người nè mọi người ơi. Giường mùng cưa lớn nha, quá lớn. Mơ thấy gì khi ngủ trên mùng cưa nhỉ? Ngủ trên mùng cưa thì mơ thấy gì? Ai mà biết, đã được ngủ trên mùng cưa bao giờ đâu mà biết. Cái lều nha mọi người. Cái lều này đẹp nè, trời ơi, nhìn nó kiểu rất là sao ta, thiên nhiên rồi đó. Thế lều của tôi thế nào, ấm cúng nhất trên đời luôn đấy. Đúng vậy, gỗ là luôn tạo cho mình cái cảm giác ấm cúng mọi người ha. Lòng bánh xe gỗ là dành cho thuốc cân nè. Nó giống với một cái món ở trong cái gói VIPass mà lúc nãy mình nói, chẳng qua mình không có nhớ tên thôi mọi người. Và đây mới là giường thú cưng nè mọi người, lúc nãy là giường của người nha, giường này giường của thú cưng. Cái thú cưng ngủ trên mùng cưa ấm cúng. Ok nha, nó cũng mang hai cái băng đô hình trái tim y chang cái băng đô của mình. Ở đây mới nhắc luôn, băng đô tim nâu nè mọi người.
Thấy ông nội nó nhìn buồn cười quá, thể hiện tình yêu thương với nhím rồi đó. Món tiếp theo là món mà Nhi khá là thích trong cái mùa này, chắc là thích cũng nhì đó mọi người ạ. Đó là tóc săn lọn to tự nhiên, quá là xịn luôn. Muốn bí quyết để có mái tóc của mình không nào? Chắc là dùng nhiều dưỡng nhiều quá. Tóc này đẹp quá à, lộng lẫy kiểu xồm 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 lên đó mọi người. Và đây kia cái khuôn mặt rất là đáng yêu, mặt cô gái nhím nha mọi người ơi. Khịt khịt có mùi gì đó rất thơm béo. Mùi gì thơm béo là sao? Ủa nhím nó thích cái gì thơm béo mọi người? À đây, cái món mà Nhi thích nhất ở trong cái mùa này đó chính là cái đầm ren màu be. Là mình hiểu quá mọi người. Lâu lâu mới thấy một cái gọi là cái gói VIP Pass mà trang phục của nó làm Nhi ưng ý mọi người. Trong chiếc túi đeo chế nhím dễ thương này có gì nhỉ? Chắc chắn là nó không có cho mở ra, tại nên nó hỏi tố từ vậy thôi á mọi người. Rồi vậy Mary Jane no. Lựa chọn hoàn hảo để đi dạo vào ngày thu đẹp trời. Chị nâu thì trước giờ nhiều lắm rồi. Giống như có con này khác là gì thôi. Ôm trái tim rồi đó. Đeo cũng đeo cái mũ có tay trái tim rồi đó. Rồi bây giờ Nhi sẽ cùng với mọi người nhận hết phần tiền xa và kim cương trước khi mà test nhân phẩm bằng hộp thường hộp có cấp nha. Nhưng mà có một cái vấn đề là hôm bữa tôi bấm nhầm vô cái hộp thường, cái như tôi nhận một cái hộp này rồi, nhưng mà cái hộp này nó cũng ra khối thôi mọi người ạ. Thì để cùng xem là trong những cái món đồ còn lại thì Nhi có hên được trong cái đợt test nhân phẩm này không nha. Dạo này cái nhân phẩm của tôi nó cứ xô tới cái độ mà tôi không có gọi là mong chờ hay là đặt niềm tin gì luôn á mọi người ơi. Ừ, đúng vậy. Đây là lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng wow, khi mà mình không có đặt niềm tin thì nó lại ra cho cái món luxury giày đi mưa thạch xanh, đồ ghê quá à. Quá gì ghê rồi. Nó lắm mới lấy được cái hộp thường nó ra được món luxury đó mọi người. Vậy thì cùng xem với hộp cao cấp thì sao? Thì sao? Ồ, hộp cao cấp nó lại ra sushi hả? Ồ, nhưng mà cái đồ ăn này cũng mới lạ nha, mình mới thấy lần đầu khi mở trong mấy cái hộp bốc thăm test nhân phẩm á mọi người à. Không biết mọi người biết không chứ tôi cực kỳ thích ăn sushi luôn á, bị nghiền á mọi người. Và một cái áo thun tay ngắn hồng cũng tạm đi thôi, cũng tạm thôi. Hộp cao cấp thứ hai cùng xem ra cái gì nè. Thì sao? Khối, wow, nó vẫn xô như thường, không có gì khác biệt hết. Hộp sang trọng, thân máy tính hoang dã, khối và vẽ xăng nhỏ. Hộp này thì cũng không đánh giá được xui hơn, nhưng mà nói chung là cái đợt này tổng quan là nó xu ha mọi người. Thôi thì tại vì cũng không phải là test nhân phẩm chính lắm, thành ra là mình trở lại với chương mục chính là mình sẽ unboxing cái gói VIP Pass nha mọi người. Đây, đầu tiên là cái lồng bánh xe gỗ cho. Ủa mà đâu nhờ, vì sao VIP Pass mà mình lại đứng dưới này? Những cái đồ VIP Pass là mình phải đứng ở trên lầu. Mọi người đợi giúp tôi lên trên nha. Khi nào trên lầu nó hết chỗ tôi mới xuống dưới lần. Giường mùng cưa lớn, trời ơi, vừa nằm đây mà vừa kiểu ngắm trời xanh mây trắng đồ cũng chill chứ bộ. Đó, gấu nhím nè mọi người, gấu nhím đứng bên cạnh nhún nhún rồi đó. Bên cạnh nữa là một cái giường cho thú cưng. Thì qua đây chạy bộ trên cái lồng bánh xe gỗ này cho vui nè. Và cái liều này xinh nè, cái liều này đặt ở đâu trời, nó to quá vậy. Giờ tới trang phục. Đấy, cái đầm xinh quá mọi người ơi, đầm ren mèo be, à màu be. Rồi, giày Mary Jane đâu? Cái cài. Rồi tóc đâu? Đây. Tóc xoăn lọn to tự nhiên. Là một khuôn mặt đó, trời ơi đáng yêu hết sức à. Đáng yêu quá mọi người ơi, trời ơi đúng là kiểu nhím ở ngoài đời thì nó hơi gai góc một xíu chứ ở trong game là nó dễ thương nha mọi người. Thì đây là cái giường của tôi nè. Rồi cái giường nó to bự mà mình làm được có một đầu. Ê cái giường này mấy người vậy ta? Chứ nghĩ là sẽ có một bên kia cũng nằm được hay sao đó. Không biết nữa, mọi người có thể vào đây để kiểm chứng ha. Mà ra thì Nhi phải lôi con pet của Nhi ra để mà nó thử cái giường mới chứ. Đây nhím nè mọi người. Nhím nè. Đây Nhi sẽ đặt tên cho con nhỏ này, đố mọi người tên gì. Đố mọi người Nhi đặt nó tên gì đó. Nó sẽ tên là bên ngoài gai góc bên trong dễ thương. Trời ơi nó không có cho tên dài như vậy. Vậy thôi bên ngoài gai góc thôi. À bên ngoài gai góc nè. Rồi cho thú cưng nằm lên thử nè, trời nó nhỏ xíu luôn á mọi người, nó nhỏ xíu và thật sự là nhỏ xíu luôn á. Trời nó bé quá là trời bé rồi. Đó, không phải nó có thể chơi đây nè. Cái tiếng nó cũng hay ha mọi người, nó sẽ kiểu như là cái bông hoa ấy, nhìn giống bông hoa ghê. Còn thú cưng bên này lộn, con gấu bên này. Trời ơi, đó, trời ơi dễ thương quá, giống như hai chị em sinh đôi quá mọi người. Trời ơi nó lắc đáng yêu chứ kìa. Con gấu này càng ngày càng biết làm trò nha mọi người, dễ thương quá.
Rồi, còn này là cái lều mọi người, cái lều siêu bự. Ủa vậy là đợt này sẽ có hai cái giường luôn. Ê, cái lều này mà cũng là một mình hả? Không biết có mấy mình ha, chứ một mình kiểu mình thấy nó kiểu rộng quá á. Ở một người sao hết nhờ. Đó thì mọi người có thể vào đây để xem. Ủa cái cửa sổ này có thể ngắm được nè mọi người nè nè. Giống không chú bị nhà giam nhốt quá. Ở cái mùa này khá là đáng yêu, ấm áp đó mọi người. Những bạn nào mà thích kiểu decor nhà gỗ ấm áp thì mọi người có thể cân nhắc cái gói Vivas này. Nhưng mà mình đánh giá tổng thể cái gói Vivas mùa này nó khá là dễ thương, rất là thích hợp với những bạn thích cái sự dễ thương đó mọi người. Thì mọi người có thể cân nhắc cái gói này nha, cái gói này siêu đáng yêu luôn á. Ở đây, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Nhi sản xuất gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne. Trời ơi, đáng yêu đấy.